Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh channel của Loa Màng Gỗ. Sáng nay em sẽ giới thiệu đến anh em hai chiếc đồng hồ rất là nhỏ, xinh và đẹp đến từ Nhật Bản. Thứ nhất là một chiếc đồng hồ Citizen mạ vàng. Ở đây nó ghi 24K. Không biết là có mạ vàng 24K không. Và nó có một màu vàng rất là đẹp. Đó. Thì con này thì nó được mạ vàng toàn thân luôn. Và cực kỳ chất, nó nặng lắm. Con này là chắc là nó nhôm mạ. Nói chung là nó cũng có những cái cũ theo thời gian. Nó cũng có những cái phai nhạt màu. Nhưng mà chất liệu nó rất là cao cấp. Một chiếc đồng hồ thứ hai em muốn giới thiệu. Đây là chiếc đồng hồ Sunform. Đấy, cũng đến từ Nhật luôn. Và chiếc đồng hồ này thì nó có cái giống như kiểu đồng hồ thế giới ấy. Mình quay theo cái đất nước hoặc là cái thành phố để mình biết được cái giờ của hiện tại ở cái thành phố đấy. Đó. Con này thì nó được làm bằng thủy tinh pha lê. Đó. Nó sử dụng một cái bộ máy với cái pin tiểu. Con này thì trưng ở bàn làm việc rất là đẹp. Chiều cao nó khoảng độ tầm 20 phân. Bề ngang thì khoảng độ tầm 15 phân. Cái này cũng thế. Con này thì nó cao đến đây tầm 24 phân. Con này cho anh em xem phía sau nhìn nó cực kỳ khủng. Ở đây là mấy cái chữ Nhật bị xóa đi. Con đồng từ hồ 24K này chất lừ luôn. Đấy, cái phía bên trong anh em thể nhìn thấy cái bộ máy nó nặng lắm, nó nguyên khối luôn. Em bán hai con đồng hồ này với giá là 1,5 triệu, không có bán lẻ. Đấy. Rồi cảm ơn cả anh em nhé.